Chào các bạn, mình là Thùy Trang. Mình là Hương, Quý Hương. Chị Hương, hôm nay thì chúng ta nói về chủ đề gì chị Hương? Cũng về chung vấn đề với Hồng Úc luôn đúng không? Đúng rồi. Dạo gần đây thì chị Hương thấy có nhiều bạn á quan tâm về vấn đề du học lắm, nhưng mà các bạn lại chưa có bằng IELTS. Với lại về phần tài chính của các bạn thì cũng có đủ, nhưng mà về phần trên giấy tờ thì lại nó hơi không có rõ ràng một chút. Cho nên có thể là hôm nay chúng ta sẽ nói về vấn đề đó ha. Tức là không đi du học Úc không chứng minh tài chính thì cũng không cần IELTS đúng rồi. Trước đây khi những bạn mà học chương trình cao đẳng hay là đại học á thì apply theo cái diện mà không chứng minh tài chính, không IELTS thì cái đó thì cũng rất là nhiều rồi. Nhưng mà có nhiều bạn vừa học xong 11 hoặc là đang học 12 á cũng muốn sang Úc du học nhưng mà cũng theo cái diện không IELTS và không chứng minh tài chính luôn. Thì lộ trình nào là phù hợp nhất chị? Nếu mà có những bạn á là đã hoàn tất chương trình lớp 11 rồi hoặc là đã hoàn tất chương trình lớp 12 thì các bạn cũng có một vài cái lộ trình để mình chọn. Thì thứ nhất á, là nếu mà bạn muốn học vào những trường không yêu cầu IELTS và không chứng minh tài chính cho lãnh sự quán thì trước tiên bạn phải xác định đó là những trường ưu tiên cái đã. Rồi cái thứ hai nữa là các bạn nên xác định một cái lộ trình phù hợp. Đối với những bạn nào mà hoàn tất chương trình lớp 11 rồi á thì các bạn có thể học chương trình tiếng Anh trước. Rồi sau đó khi mà hoàn tất tiếng Anh thì bạn sẽ học lên chương trình dự bị đại học. Học khoảng độ là 8 tháng. Nhưng mà cái chương trình dự bị này nó cũng tương đương so với cái chương trình giống như là chứng chỉ 4 á. Sau khi hoàn tất cái chương trình dự bị này thì các bạn có thể là vào chương trình đại học, học vào năm 1. Thì thời gian học khoảng độ là 3 đến 4 năm đại học tùy vào ngành. Còn nếu không thì các bạn cũng có thể học chương trình tiếng Anh, rồi học chương trình dự bị 8 tháng, rồi sau đó lên chương trình cao đẳng khoảng độ 12 tháng, rồi sau đó sẽ chuyển tiếp lên năm 2 của chương trình đại học. Nếu mà bạn nào mà hoàn tất chương trình học lớp 12 rồi thì các bạn có thể là không có cần phải học chương trình dự bị nữa. Các bạn sẽ vào học chương trình cao đẳng, nhưng mà trước đó phải học qua khóa học tiếng Anh. Học cao đẳng 12 tháng, sau đó là chuyển tiếp lên năm 2 của chương trình đại học. Rồi còn nếu không, các bạn có thể học chương trình tiếng Anh rồi cộng vào lên với chương trình đại học hẳn luôn. Nhưng mà với điều kiện là các bạn phải có cái điểm trung bình môn nó phải cao, là khoảng độ là gần 8 chấm hoặc 8 chấm trở lên tùy từng trường họ yêu cầu, hoặc là tùy từng ngành nữa. Vậy những đối tượng nào mà đi từ phải đi từ cao đẳng lên chị? Còn những đối tượng nào mà được vào những chương trình đại học luôn? Đối với bạn nào mà điểm trung bình môn đó là khoảng độ là 6.0 á thì các bạn có thể là chọn lộ trình là đi từ cao đẳng đi lên. Còn bạn nào mà điểm số là giỏi hoặc là 8 chấm trở lên á thì vào thẳng chương trình đại học luôn. Hoặc nếu bạn nào mà điểm số giỏi nhưng mà có nguyện vọng muốn học từ cao đẳng đi lên cũng được, thì lộ trình này cũng thích hợp cho bạn. Và cũng phải lưu ý thêm một cái nữa là những bạn nào mà học chương trình tiếng Anh trước á, nếu chưa có bằng IELTS thì bắt buộc phải làm một bài kiểm tra test đầu vào. Bởi vì làm bài test thì bên trường họ mới đánh giá được cái trình độ hiện tại của học sinh đó như thế nào, vì mới xếp vào cái lớp phù hợp. Với lại là em thấy là chương trình cao đẳng thì nó cũng tương đương với năm nhất của đại học luôn chị. Mà học phí thì nó sẽ rẻ hơn một xíu, nó vừa phải hơn, cho nên là các bạn có thể lựa chọn đi từ chương trình cao đẳng lên cũng được. Với lại chương trình nếu mà học từ cao đẳng lên nó cũng có những cái lợi như là yêu cầu đầu vào thấp nè, đúng rồi. Thời gian học tiếng Anh thì nó cũng không có quá đòi hỏi cao, ví dụ đại học thì yêu cầu IELTS từ 6.0 đến 6.5 đúng, nhưng mà cao đẳng thì từ khoảng 5.5 trở lên thôi. Rồi học phí thì cũng thấp hơn so với việc là các bạn học vào thẳng đại học đó. Cho nên là những cái lộ trình này thì các bạn có thể là tham khảo, một là vào thẳng cao đẳng, hai là vào thẳng đại học, thì cái nào nó cũng có lợi cho các bạn hết. Em thấy là mấy bạn mà học chương trình trung học phổ thông á, học 11, 12 thì nếu mà tiếng Anh mà căn bản mà chuẩn á, mà tốt á, thì cũng có thể là IELTS chắc cũng tương đương với 4.5 đó chị. Đúng rồi, bạn nào mà xiên xiên một chút thì có thể là hơn á. Vậy nếu mà mấy bạn mà muốn đi từ cao đẳng lên học tiếng Anh, cao đẳng lên đại học á, mà nếu mà tiếng Anh tương đương khoảng 4.5 thì bên đó học khoảng bao nhiêu tuần đó chị? Nếu mà bạn học từ chương trình cao đẳng lên chương trình đại học, nhưng mà đầu tiên phải học qua cao đẳng trước, mà IELTS đã có 4.5 rồi thì coi như bạn sẽ thiếu là khoảng độ là 1 chấm. Tại vì nãy chị Hương nói là đầu vào của cao đẳng khoảng độ 5.5, là bạn thiếu 1 chấm thì coi như bạn sẽ học khoảng độ là 20 tuần. Hoặc là nhiều trường nếu mà bạn muốn học cao đẳng mà chuyên ngành khó hơn thì có thể là sẽ đòi hỏi cao hơn, ví dụ 25 tuần hoặc 30 tuần gì đó, tùy vào ngành thôi. Chị, vậy hai lộ trình trên á có những cái ưu điểm nào khác nhau mà học sinh Việt Nam mình phải cân nhắc chị? Ưu điểm của hai lộ trình. Trang nói là lộ trình từ cao đẳng lên đại học hay là lộ trình là
lên thẳng đại học luôn đúng không? Đúng rồi. Ừ, thì những lộ trình này á thì nó đều giúp cho các bạn học sinh được xét visa ưu tiên khi mà đi du học Úc và không cần phải chứng minh tài chính. Rồi đồng thời các bạn cũng có được cái cơ hội đến được với những cái trường đại học lớn thì danh tiếng, đặc biệt là những trường đại học nằm trong top 8 cũng có những lộ trình là từ dự bị lên cao đẳng lên đại học có luôn. Thì điểm khác biệt á, như hồi nãy chị có Hương có phân tích ở trên, thứ nhất đầu vào thấp nè, cái thứ hai nữa là về phần chi phí học chương trình cao đẳng hoặc là dự bị nó sẽ thấp hơn khi mà vào thẳng chương trình đại học. Đó là hai cái điểm khác biệt chính thôi. Nãy chị nhắc những cái trường nằm trong top 8 á, là những cụ thể là những trường nào chị? Những trường nằm trong top 8 thì nó cũng có nhiều trường đó, ví dụ như là ở Melbourne thì có trường đại học Melbourne hoặc là đại học Monash. Rồi ngoài ra thì ở bang New South Wales, cụ thể hơn là ở thành phố Sydney thì có trường đại học Sydney nè. Rồi đại học New South Wales. Còn ở Queensland thì có trường đại học là đại học bang Queensland, gọi là University of Queensland. Rồi ở bang Nam Úc thì có trường đại học Adelaide, cũng nằm trong top 8 luôn. Rồi ở bang Tây Úc thì có trường đại học Tây Úc. Tức là những trường này là những trường ưu tiên đó, đúng không chị? Đúng rồi. Ngoài những trường này thì các bạn cũng có thể tham khảo những trường khác không nằm trong ưu tiên nhưng mà chất lượng cũng tương đối tốt, như là trường đại học Deakin nè, hoặc là đại học IMIT, hoặc đại học GGS, hoặc là đại học ACU cũng rất là tốt về chất lượng ha. Trường đại học Deakin nó cũng có, hình như là cũng có chương trình dự bị. Đúng rồi. Rồi cao đẳng lên đại học luôn đúng không chị? Học phí của trường Deakin tầm khoảng bao nhiêu một năm chị? Nếu mà các bạn học chương trình dự bị thì nó khoảng ở mức là 23.800 một năm. Còn nếu mà lên chương trình cao đẳng thì tùy ngành thôi. Thì nếu mà các bạn học vào trong những khối ngành kinh tế thì học phí khoảng độ là từ 24.000 trở lên. Còn những bạn mà học vào chương trình là kỹ sư hoặc là dược hoặc là y tế gì đó thì nó là cao lắm, nó khoảng độ là 27 hoặc 28 hoặc thậm chí là gần 30.000 hoặc là hơn. Thì bởi vì đây là một cái trường đại học cũng rất là tốt về danh tiếng cũng như là có nhiều xếp hạng cao, cho nên học phí tuy cao hơn một chút so với những cái cao đẳng hoặc học viện nhưng mà các bạn sẽ nhận được những cái gì đáng khi mà các bạn bỏ một số tiền lớn nó ra. Chị, em biết là Úc á, có hệ thống Navitas. Thì Navitas này có chương trình đào tạo nghề không cần chứng chỉ IELTS. Và đặc biệt là Navitas cũng tạo điều kiện cho sinh viên được học đại học chuyên ngành sâu về các lĩnh vực như là marketing hay là về kỹ sư kinh doanh. Thì chị có thể nói rõ hơn về cái hệ thống này được không? Cái lộ trình mà học chứng chỉ nghề thông qua các trường thuộc hệ thống Navitas thì sẽ là một cái lộ trình hướng cho các bạn học sinh theo học khóa chứng chỉ 4 chung. Mặc dù là khi mà các bạn theo học mà vào cái chương trình dự bị này á thì nó cũng là chưa đủ để mà gọi là chương trình chứng chỉ nghề, bởi vì đây giống như là một cái tấm vé thông hành để các bạn có thể là vào học bất cứ vào cái ngành nào hoặc là bất cứ vào cái đại học nào trong cái hệ thống Navitas. Giống như là cái chương trình dự bị, giống như là các bạn muốn vào cao đẳng hoặc đại học nhưng mà các bạn không đủ điều kiện thì các bạn phải học bằng khóa học mà dự bị này, nó giống như một tấm vé để các bạn đi vào vậy đó. Rồi với những cái lộ trình như là nãy chị với Hương nêu trên đó, thì các bạn học sinh sau khi mà kết thúc lớp 11 hoặc là đang học lớp 12 hoàn toàn có thể là học chương trình chứng chỉ nghề tại bất cứ thành phố lớn nào tại Úc mà không cần phải có chứng chỉ Anh văn, không chứng minh hành chính và thời gian xét duyệt nhanh nữa. Nhưng mà các bạn cũng lưu ý là phải tìm phải đăng ký vào những cái trường là không yêu cầu đòi hỏi phải có bằng IELTS, không chứng minh hành chính. Thì nếu mà các bạn cũng chưa biết là những trường đó như thế nào và mình có phù hợp với cái trường đó hay không thì cứ liên hệ với chị Quế Hương, chị Quế Hương sẽ hỗ trợ hướng dẫn cho các bạn. Hôm nay thì chủ đề là chúng ta chỉ nói về vấn đề du học Úc không chứng, không cần IELTS và không cần chứng minh tài chính thôi. Các bạn có những thắc mắc nào á, muốn giải đáp những cái vấn đề nào về du học Úc thì các bạn cứ comment, để các bạn cứ để cái bình luận ở dưới lại cái vlog của tụi mình thì tụi mình sẽ biết là cái vlog lần sau tụi mình nên nói về cái chủ đề nào. Nói chung là cái chủ đề mà đi du học Úc không cò đòi phải có bằng IELTS cũng không chứng minh tài chính là một cái chủ đề rộng lắm mà. Đúng nếu rồi. Mà tụi chị chỉ có nói chung chung như vậy thôi thì nhiều khi các bạn còn cảm thấy nó hơi chưa hiểu một chút, tại vì mỗi bạn sẽ có những cái trường hợp riêng, cho nên là cứ thoải mái comment thì cái chị sẽ hỗ trợ cho các bạn. Rồi chào thì Trang chào. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài.
Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính, tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng có lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.